sự khác biệt giữa Home Loan Redraw và Offset Account thì hai chức năng này nó sẽ là thường nằm ở trong một cái phần lời và trôi nổi của ngân hàng thì sự khác biệt của họ đó là một là tiền các bạn phải bỏ vào trực tiếp vào trong cái Home Loan thứ hai bên Offset á, thì các bạn không cần phải bỏ vào các bạn có một cái account riêng để các bạn bỏ tiền ở đó thì nó vẫn làm một cái nhiệm vụ đó là giải giúp các bạn giảm tiền lời tuy nhiên cái chức năng Offset nó đa dạng và nó sẽ À, thực dụng hơn Là dễ dàng hơn Cho các bạn quản lý Vì Có một số Khi các bạn muốn trả tiền nhà Thì hiện tại Thì nhiều người suggest Là phải bỏ vô trong Loan trực tiếp Để mới giảm Trong trường hợp offset Thì các bạn Vẫn có thể chỉ cần Bỏ tiền ở đó Và để ngân hàng rút từ đấy Thì trong Tương lai có nghĩa là Nếu như các bạn Có thể quên Hay là bị bận rộn Thì ngân hàng Nó vẫn có tiền Họ vẫn có tiền để rút và các bạn có thể có nhiều offset account khác nhau để cho những nhiệm vụ khác nhau tại vì có thể có thể là account một account này để để tiền nhà và account tiết kiệm để riêng để rõ ràng thì multiple offset vẫn có lợi hơn và chức năng đó đa phần thì một số ngân hàng phải tốn thêm tiền còn Redraw thì tất nhiên họ chỉ là đơn giản tiền trong đó thì sẽ không có nhưng thực sự có cần tới hay không tùy thuộc vào bản năng mình có sử dụng nó hay không cho nên các bạn phải xem hiểu xem là khi mình trả tiền cái gì đấy chắc chắn mình phải hiểu chức năng đó để mình sử dụng cho nó một cách hợp lý nhé